Thanh Sơn xin được gửi lời chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình của VTV Kết Nối. Thực sự là mình cảm thấy rất vui, rất là hãnh diện khi mà đã nhận được những bình chọn của các khán giả đã yêu quý, đã ghi nhận mình trong suốt một năm qua với hai sản phẩm là Đấu Trí và bộ phim 11 tháng 5 ngày. Cũng như các nghệ sĩ khác thôi, khi nhận được sự đón nhận như vậy của khán giả thì thực sự rất hạnh phúc. Gắn liền với hai vai diễn Đăng của 11 tháng 5 ngày và Vũ trong Đấu Trí, Thanh Sơn cảm thấy hài lòng nhất về hai vai diễn này là gì? Với bản thân làm diễn viên thì Sơn luôn muốn rằng mỗi nhân vật của mình sẽ phải có sự thay đổi, sự biến hóa, không có nhân vật nào được giống nhân vật nào. Vì vậy khi mà đã có những sự thành công và sự ghi nhận nhất định với vai diễn Hải Đăng rồi thì vai diễn trong bộ phim Đấu Trí nó là một thử thách. Đầu tiên là phải làm thế nào để tạo ra một màu sắc hoàn toàn khác, một hình ảnh mà để mọi người sẽ không bị lẫn hay là không bị nhớ về nhân vật Hải Đăng nữa. Thì Sơn đã chọn, đã phải tìm tòi, đã phải tìm ra một cách diễn thay đổi về tiết tấu, cách nói, cách phản ứng, thay đổi về rất nhiều thứ, cố gắng tìm tòi dần dần để tạo nên hình ảnh, cố gắng làm ra hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nhiều diễn viên chia sẻ rất khó thoát khỏi bóng của nhân vật sau khi phim kết thúc. Thanh Sơn có gặp phải trường hợp này không? Thực ra là không. Nếu mà để nói về nhân vật Vũ thì rất dễ để thoát ra khỏi hình bóng của nhân vật Vũ, vì nhân vật Vũ hoàn toàn khác với Sơn ở ngoài đời, làm hình ảnh hoàn toàn khác. Nhân vật Hải Đăng thì có lẽ là khó thoát hơn, mất thời gian hơn vì... Dù sao thì nhân vật Hải Đăng có một cái phần gì đấy trẻ trung sôi nổi giống với Sơn ở ngoài đời. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền cơn vương cuộc đời. Theo Thanh Sơn, để một vai diễn được khán giả đón nhận, người diễn viên cần những yếu tố nào? Thưa Sơn cũng không rõ nữa, bản thân Sơn khi mà làm một nhân vật thì cố gắng làm thế nào để truyền tải được tất cả cảm xúc của nhân vật đó đến được với khán giả. Để làm thế nào để cái khoảng cách giữa khán giả và nhân vật càng ngày càng gần lại. Làm thế nào để khán giả có thể hiểu nhân vật đấy giống như cách mà mình hiểu. Mỗi vai diễn nó giống như là một trò chơi, nó giống như là một thử thách. Khi mà mình nhận được một thử thách rồi thì mình rất vui khi mà mình vượt qua được mỗi cảnh quay. Với mỗi cảnh quay, với mỗi tình huống cảm xúc nó cũng lại là một cái đề bài. Và khi mà mình giải được cái đề bài đấy rồi, mình có thể diễn một đoạn diễn mà mình cảm thấy ồ, rất là thoải mái. Nó đúng theo cái mạch cảm xúc và không có gì gượng gạo cả. Những cái cảm xúc lúc đấy thì nó rất là thôi thúc em và em rất thích cái cảm xúc đấy. Vai diễn nào mà Thanh Sơn muốn thử sức trong thời gian tới? Thanh Sơn chia sẻ với khán giả của VTV về những dự án mới trong năm 2023. Bản thân Sơn luôn muốn làm cái vai diễn gì đấy nó tràn đầy năng lượng, nó tích cực, nó giống một phần gì đấy của mình. Mình có thể mang một phần cái năng lượng, cái sự tích cực của mình, của Sơn vào trong nhân vật. Và Sơn luôn đợi chờ một nhân vật như vậy. Và sắp tới thì đã thực sự là có một vai diễn như vậy và rất hy vọng là sẽ nhận được đón nhận của mọi người.